Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con xe đùm 8 số. Tên xe là Odina. Thương hiệu Beton sản xuất. Con xe này sườn nhôm, càng nhôm. Hay gọi cho nó dễ hiểu là nhôm nguyên con đó. Phun nhôm cũng vậy. Thì con xe này thì bánh 700C, vành nhôm hai lớp. Bánh 700C cặp vỏ bê tông luôn. Chính hãng, còn rất đẹp. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh từng chi tiết, tới đâu thì mình sẽ giới thiệu tới đây cho nó dễ. Đây ạ. Đây các bạn, cái chớp quạt nha các bạn. Odina đây ạ, đây Odina, phần thương hiệu của nó đây, thương hiệu thì nó Beton này, logo Beton này. Mình quay luôn cái gạt đâu mình quay đấy nhé, đây ạ, rồi nó xài cái tay đè bấm xả, đấy rất đẹp, đây các bạn nhìn cái tay đè thì các bạn biết rồi. Cái này là cái để cái chân để cài chân đèn, cài cái chân đèn sạc ấy. Ở bên đó là về còn nguyên thế mình giữ luôn. Rồi đây, cái này là cái chuông, chuông zin của nó theo xe. Cái hàm thắng đây nhé, hàm thắng Shimano nhé, đây ạ, hàm thắng Shimano. Xin lỗi các bạn, cái này là tay thắng và hàm thắng đều là Shimano đây ạ. Trước sau, hàm thắng trước sau đều Shimano xịn sò luôn. Đây các bạn nhìn cái mối hàn của cái càng nhôm này, cực chất luôn. Còn cái này nhé, cái này là cái tăng đơ, đây ạ, tăng đơ Shimano. Cái tăng đơ này thì nói cho nó dễ hiểu là nó tăng giảm cái độ căng của dây cáp. Đây, cho nó dễ hiểu này. Các bạn có thể đi vặn qua vặn lại thế này thì nó điều chỉnh cái độ căng của cái dây cáp thắng này. Rồi, cái đùm mà các bạn nhìn thấy đây đây. Đấy, đùm Shimano nhé. Cốt bẻ, đùm trước Shimano cốt bẻ. Con xe này nó còn mới lắm đây này. Mình bắt nét cho các bạn xem cái vành của nó này. Vành trước sau đều như thế này, gần như là chưa có dấu thắng luôn này. Đấy các bạn nhìn này. Vành trước sau đều này luôn nhé. Đây các bạn nhìn những cái vết này là những cái đường tròn đồng tâm khép kín này là người ta tạo độ bám của nhà sản xuất, nó chế tạo là bây giờ còn nguyên như vậy, chưa mòn cái đó nữa. Đó, đây. DXT 439 700C đây. Đó. Cực chất luôn, beton nhé. Beton này là beton xịn này, đó. Vỏ beton xịn. Còn cái gân của nó đây, mình vừa chạy test về đây. Bắt cái cố gắng bắt nét cho mọi xem. Đấy, đây. Đó, mình vừa chạy về đây này, cái vết này là vết sình nhé. Vết cái đường nó mới mưa để mình chạy đấy. Nó còn ok như thế này. Đấy. Đây. Đó. Đây, nhôm hai lớp, cái mối hàn của nhôm này mình test hai cái càng để cho các bạn xem này, đây cam inox nha, xin lỗi các bạn, mình điều chỉnh cái độ nét của máy cái. Đây cái vành này nó như thế này, vành như mới đấy các bạn, hôm nay mình có room cái lại gần cái má vành của các bạn biết. Đây, nước sơn này nó như thế này. Mới cũ các bạn tự đánh giá nhé. Đấy, đây. Đấy, mình thì phải nói quay rất rất kỹ. Đây ạ. Ở trên cái quạt nó chớp, cho nên các bạn nhìn cái chớp chớp nhé. Nó nóng quá, mình phải bật quạt. Đấy. Đây này, nó còn nguyên cái nút nhựa mà ấy này, nút nhựa của nhà sản xuất vẫn còn. Đấy. Đây.
Các bạn cứ nhìn, mình quay rất cận cảnh, các bạn nhìn cái nước sơn của nó, các bạn biết cái quạt nó quay cái trên cái đèn nhưng nó chớp như vậy. Đó. Đây mình sẽ quay chi tiết từng bộ phận cho các bạn xem. Đây các bạn nhìn cái đĩa đây à. Đấy, cái độ mới của cái đĩa này. Đúng không ạ? Đấy. Rồi, ok. Đấy nha, nước sơn zin của nó đây. Sơn zin nha các bạn. Đấy, con xe nó rất rất mới luôn. Đương nhiên thì nó sẽ không thể thiếu cái tem Nhật. Đây ạ. Đang bắt nét cho các bạn xem này. Đó, đây. Đây các bạn nhìn ở cái củ lốc máy này. Đó, các bạn nhìn các cái mối hàn này. Rất hoành tráng luôn. Rồi. Xe rất rất mới nha. Đây. Cái hàm thắng sau của nó đây, Shimano hết nhé. Mắt nét mà. Đấy, đây nó nét rồi đấy. Nét để các bạn nhìn thấy chữ chứ không có gì hết trơn đấy. Rồi, ok đấy, nó nét như vậy đấy. Còn đây cái vành đây, cái độ mới của cái vành đây. Đây nhá, mình ấy lại cái độ mới của cái vành cho các bạn xem nhé, bánh sau nhé. Không là các bạn bảo là chỉ một bánh trước nó vậy. Đây. Đấy. Đây này, đấy, những cái đường này là đường đồng tâm khép kín nhà nó sản xuất nhá. Khi cái vành mới nào thì nó cũng có những cái đường như thế này. Đó, đây nó có đường tạo nhám này, tạo độ bám ấy, là những cái đường tròn đồng tâm khép kín. À, đây nó như thế này. Rồi, ok. Thì mục đích mình quay cái đấy để các bạn tự đánh giá cái độ mới của con xe. Tức là cái độ mà người ta đã từng sử dụng cái chất lượng còn lại ấy. Đó, thì những cái má thắng này nó như thế. Rồi, cái sau này thì vành sau này cũng là DXT439 700C. Cam inox nha. Cam inox, cam này là cam inox này. Đó. Xịn xò lắm. Đấy, mấy cái dòng này nó cực kỳ xịn xò luôn. Đây, mình quay cho cái trái tim của con xe này là cái đùm 3 số mới tinh. Đấy, các bạn cứ nhìn đây, đây là mới không? Các bạn tự nhiên này, mới không? Đúng không ạ? Mới tinh luôn. Đây. Đấy. Nó mới, nó rất rất mới. Mình quay cận cảnh cho các bạn xem này. Ra bằng. Đó. Đây. Siêu mới luôn chứ không phải mới nữa. Rồi, ok. Cái yên này beton luôn nhá, yên beton này, yên thì nó hơi bị chảy chảy tí nhưng mà nó là engine của beton này đấy. Đó, tổng thể nó đây. Đó, cái yên thì nó có hơi bị chảy chút đỉnh nhưng mà nó vẫn còn zin của nó. Vẫn lớp da zin. Còn thương hiệu. Rồi, nói chung là con xe này á mình trước khi mình đi vào cái test cái bộ đề thì mình nhắc lại cho các bạn xem là con xe này là size của nó là ông đứng 42 nhé. Size này thì phù hợp cho các bạn nữ chạy được. Ý mình nói phù hợp tức là size nó thấp thì các bạn nữ có thể chạy được, và những cái bạn mà nam có chiều cao khiêm tốn chạy tốt. Bởi vì là con này là cái sườn nó ở cái thế sườn hơi xéo chút, nó có 42 à. Còn cái tâm tới tâm chiều ngang thì nó là khoảng 53, cho nên là các bạn từ chiều cao từ 1,5 m trở lên đến khoảng 1,6 m 1,7 m vẫn chạy tốt. Bởi vì người ta chế tạo cái sườn xéo này mục đích là cho cái các bạn chạy ở chiều cao khác nhau được. Đây. Mình đo luôn cái đây nhé. Đây ạ. 42 đó. Đúng rồi, đây 42 này. Hai tay mình cầm chứ mình không có bắt nét đấy, nhưng mà đấy rõ ràng số 42 đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ test cái bộ chuyển động cho các bạn xem nhé. Bộ tay đề đây. À, xin lỗi,
chụp che mất cái. Đây ạ, mình ép số cho bạn xem. Đây là cái cần số của nó này. Đó. Rồi, hiện tại ở đây là nó đang là số 1 nha. Mình lên số ép số cho bạn xem này. 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, hết số 8. Trả này. 8 7 6 5 4 3 2 1. Đúng không ạ? Bộ số là vẫn chạy, tức là lên xuống là vẫn mượt. Đó. Còn cái này là nó trải qua cái test thực tế nữa thì mình phải trực tiếp mình test. Mình vừa test rồi, chạy cực chất. Cái quá trình ép số các bạn nhìn ấy, các số lên rất mượt, không có hóc, không có ấy, lên rất dứt khoát. Còn đây, đây thì trên tay đề thì nó thế này. Đây, đây để nó sẽ là mình lên thử mấy số cho bạn xem. Đây, đấy, nó sẽ lên như thế. Đó. Ok, bây giờ mình test cái chớn cho bạn xem nhé, cái vòng quay nhé, để xem cái xe nó còn quay được không nhé, cái đùm nó còn quay được không. Thì vẫn là các bước như vậy thôi. Đấy. Đây. Sẽ ép ở cái số nặng nhất cho các bạn xem. Mình sẽ quay ở cái số 8 để các bạn xem. Rồi đây. Người ta chạy ở những số nhỏ thì nó sẽ độ bon trớn nó lớn hơn. Nhưng mà mình chạy ở số 8 để các bạn xem. Đây. Thì cái đùm 8 số nó chạy như thế nào để các bạn sẽ theo dõi cái chớn của nó. Mình để số nặng nhất đấy nha. Mình để số 8. Con xe này mới đét luôn. Odina nha các bạn. Odina size 42. Size 42 các bạn mà có chiều cao từ 1,5 m trở lên thì chạy được. Nhất là phù hợp với các bạn nữ. Mình nói phù hợp, các bạn hiểu là vì size nó thấp nha. Còn cái sườn này là sườn của nam, kiểu sườn ngang là sườn xe nam. Không phân biệt giới tính là cứ 1,5 m trở lên là chạy ok. 1,5 m đến 1,7 m chạy được. Rồi, thì vừa rồi mình có test, có giới thiệu tất tần tật các cái chi tiết của con xe này. Thì bạn nào mà có nhu cầu mua con xe đùm 8 số thương hiệu Beton này thì liên hệ với mình. Các bạn xem kỹ video, nếu mà còn cái gì thắc mắc, cái gì á, tóm lại cái gì mà mình quên, mình chưa test hoặc là chưa nói ấy, thì các bạn cứ hỏi. Các bạn có thể gọi điện hỏi trực tiếp hoặc là các bạn chat qua Zalo đều được, không sao. Rồi, ok. Bây giờ mình xin phép được dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất.